trăm nhỉ. Đây là lần đầu tiên tôi dạy bài này nên tôi không có nhiều cái việc chia sẻ với các bạn ha. Thì chỗ nào mà tôi nói chỗ đó là tên là các bạn sẽ biết là tên nha. Rồi bộ học răng miệng á thì các bạn sẽ được học lại một lần nữa là lớp bên đây đang học. Vì thế đó là cái phần này thì chúng ta cũng chỉ nói phần đại cương mà thôi. Bạn học giải phẫu răng chưa? Thì khổ của tôi nữa là vì các bạn cũng biết là bài này là do trưởng bộ môn phụ trách nhưng mà thầy đi công tác nên chuyển về cho tôi dạy. Tôi nói lại lần nữa đây là lần đầu tiên tôi cũng không có nhiều kiến thức để chia sẻ cho bạn giống như là các bài trước đây. Bởi vậy tí nữa đó là sau khi kết thúc cái bài này đến lúc 3 giờ thì bạn sẽ đặt câu hỏi lại cho tôi tất cả các bài trước. Bạn muốn hỏi gì tôi đều giải đáp cho bạn hết, được không ạ? Có thể biến mình không? Rồi, bài này sẽ gồm có 8 nội dung. Thì hôm nay tôi sẽ phụ trách 3 nội dung đầu cho đến cái phần phát triển của răng. Còn 5 nội dung sau thì tôi sẽ để dành cho thứ hai tuần sau nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung đầu tiên, đó chính là khoang miệng, đúng không? Rồi bây giờ mời các bạn á, là mình sẽ bám sát vô cái file sơ đồ tư duy này tôi đã gửi trên lớp, các bạn có nhận được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bám sát vào sơ đồ tư duy ha. Chỗ nào tôi nói ra thi là bạn giải quan vào nha. Rồi, tôi đã gửi cho bạn tất cả là bao nhiêu sơ đồ tư duy? 10 cái. Tôi gửi cho bạn 10 cái sơ đồ tư duy. Hôm nay thì tôi sẽ phụ trách 5 cái đầu tiên, còn thứ hai tuần sau thì tôi sẽ phụ trách 5 cái tiếp theo, được không ạ? Tất cả các sơ đồ tư duy này đều được dịch từ cái cuốn sách ra đó. Thứ hai tuần sau đó tôi sẽ gửi cho bạn cái file tiếng Anh. Bạn nào mà có nhu cầu mà muốn đọc cái file tiếng Anh thì bạn sẽ lấy cái này và lớp trưởng sẽ gửi lại cho thầy khi mà đi học tập hoặc hẹn thầy một buổi nào trên trường, được không? Nha. Như vậy là cái cuốn sách của mình là tiếng Việt đó, là nó dịch từ cái tiếng Anh là chỗ này, dịch hết nguyên bản luôn. Bạn nào muốn biết cái chữ đó tiếng Anh nó nói là gì thì mình tra vô cuốn này, được không các bạn? Nha. Thứ hai tuần sau thầy sẽ gửi nha, tại vì thầy cần cái cuốn này cho đến dạy các bạn. Rồi tôi cũng sẽ đơn giản cho bạn thôi. Bây giờ chức năng của khoang miệng là gì? Thì chức năng nó chính là mô lympho. Thấy chữ lympho đó biết là cơ quan bạch huyết ha. Rồi bây giờ tôi ôn tập lại cơ quan bạch huyết luôn cho bạn nha. Ở người đó, cơ quan bạch huyết đó thì nó sẽ chia làm gì đây? Trung ương và ngoại vi. Cơ quan bạch huyết trung ương thì sẽ gồm có hai cấu trúc là tủy xương và tuyến ức. Cơ quan bạch huyết ngoại vi sẽ gồm các cấu trúc sau đây. Thứ nhất là hạch bạch huyết. Rồi, thứ hai đó chính là các mảng bay dơ ở ruột non. Tiếp theo nữa đó chính là ruột thừa. Và tiếp theo nữa là hạnh nhân. Như vậy là cơ quan bạch huyết đó thì nó sẽ gồm có cơ quan bạch huyết trung ương và cơ quan bạch huyết ngoại vi. Trung ương thì gồm có tủy xương, tuyến ức, còn ngoại vi thì gồm có những cấu trúc này. Thì mô lympho trên đó chính là cơ quan bạch huyết ngoại vi. Mô lympho là cơ quan bạch huyết ngoại vi. Sự khác biệt giữa trung ương và ngoại vi là gì? Trong tế bào máu của mình có một cái con mang tên là con lympho bào. Con này nếu như nó trưởng thành ở tuyến ức thì người ta gọi nó là con lympho bào T. Tuyến ức tiếng Anh là gì các bạn? Vậy bạn đã hiểu tại sao có chữ T chưa? Như vậy, lympho bào T là bởi vì con lympho bào này nó trưởng thành ở cơ quan bạch huyết trung ương là tuyến ức, mà tuyến ức bắt đầu bằng chữ cái T nên người ta gọi là lympho bào T. Vậy ngược lại,
con lympho màu B sẽ trưởng thành ở đâu? Con lympho màu B sẽ trưởng thành ở cơ quan bạch huyết ngoại vi. Rồi, chữ B xuất phát từ đâu? Chữ B xuất phát từ chữ Vasa Varicius. Rồi, T đó thì sẽ giữ chức năng là gì ạ? Miễn dịch qua trung gian tế bào. Còn B đó sẽ là miễn dịch dịch thể. Miễn dịch qua trung gian tế bào là gì? Yếu tố gây bệnh chỗ này. Con số 1, con A này không thể tiêu diệt được cái yếu tố gây bệnh đâu. Nó phải tương tác với con B. Con B này mới có khả năng tiêu diệt được mầm bệnh. Miễn dịch mà đi qua 2-3 lần tế bào để có khả năng tiêu diệt được mầm bệnh thì được gọi là miễn dịch qua trung gian tế bào. Các bạn cũng biết con A này là con hiền lành, còn con B này là con ác độc. Thì phải chuyển từ con hiền lành giao tín hiệu qua con ác độc, rồi con ác độc mới đem đi giết được kẻ thù. Thì người ta gọi đây là miễn dịch qua trung gian tế bào. À như vậy nè, thì ra đó là tủy xương của chúng ta đó, nó sẽ sinh ra cái con T, nó sinh ra con lympho. Rồi cái con lympho này nó sẽ di chuyển đến tuyến ức, thì để nó chuyển thành con T. Rồi lúc đó con T này nó mới hoạt động theo kiểu là gì? Giao tín hiệu qua con tiếp theo, rồi con tiếp theo nó mới chỉ huy diệt kẻ thù. Rồi cũng con lympho này luôn, sinh ra tủy xương, nhưng không chịu trưởng thành ở tuyến ức mà đi trưởng thành ở ba cơ, bốn cơ quan này, thì được gọi là con B. Mà con B là con gì? Cái con B là cái con mà nó có khả năng sản xuất ra được kháng thể. Mà sản xuất được kháng thể thì người ta gọi là miễn dịch gì? Dịch thể. Nha. Người ta mới tìm thấy được á, là tiếng phô câu của loài da cầm á, tiếng Anh đọc là Vasa Varicius này á, là cái nơi đầu tiên mà người ta nghiên cứu về miễn dịch dịch thể. Nên người ta đã lấy chữ cái B bò này để đặt tên cho lympho bò B. Như vậy là tôi đã vừa làm sáng tỏ cho bạn sự khác biệt giữa T và B. T là xuất phát từ tuyến ức thymus. B là xuất phát từ tuyến phô câu của loài da cầm, nơi nghiên cứu đầu tiên về miễn dịch dịch thể, nên được gọi là chữ B. Một vài quyển sách nó nói là chữ B này có thể xuất phát từ chữ bone marrow được không? Không được. Chữ bone marrow này dịch là tủy xương thì cũng không chấp nhận được nha, cũng không nói được điều gì hết. Nên một vài quyển sách họ nói chắc là chữ B này xuất phát từ chữ bone marrow, nó là một cái ý kiến chưa có đúng nha. Ý kiến đúng phải là Vasa Varicius mới là đúng. Vậy ở khoang miệng đó, mô lympho đó chính là gì các bạn? Chính là cái hạnh nhân nào, và đó chính là cơ quan bạch huyết gì? Ngoại vi ha. Rồi chức năng của khoang miệng còn là gì? Ăn nè, tiêu hóa nè, phôi trơn nè, vo viên thức ăn. Rồi chúng ta đi qua cấu tạo của khoang miệng. Thì cấu tạo của khoang miệng gồm có môi nè, má nè, môi nè, má ha. Rồi tới răng nè, răng là chủ đề lớn nhất nên sẽ được học buổi hôm sau. Rồi tới cái nú nè, nú tiếng Việt mình còn dịch là lợi đúng không? Rồi tới cái lưỡi nè, lưỡi gà nè, khẩu cái nè, khẩu cái thì có cứng và mềm ha. Rồi hình này, cái này mình dịch là cái gì bạn? Môi dưới. À, môi dưới ha, lip acetylene đúng không ạ? Cái chân này là cái gì ạ? Lợi mà bà nú, chewing gum đúng không ạ? Stong. Lưỡi ha bạn ha, cái này? Lưỡi gà. Này. Rồi này. Rồi trên đây. Cái chữ này là tên thông dụng, còn đây là tên khoa học. Còn đây là? Rồi xong. Bây giờ chúng ta sẽ phân biệt các loại niêm mạc nha. Rồi, niêm mạc. Ý muốn nói là tồn tại trong khoang miệng bao nhiêu loại niêm mạc, thì người ta phân biệt là có 3 loại niêm mạc. Niêm mạc mà giữ chức năng bao phủ như là biểu mô phủ đó, thì có hiện diện ở môi, má, mặt trên của lưỡi. Mặt trên của lưỡi người ta còn gọi là lưng hay bụng hả? Lưng nha. Khẩu cái mềm, vòm họng, niêm mạc ổ răng. Còn niêm mạc mà đóng chức năng nhai thì gồm có nú và khẩu cái cứng.
nên hai chỗ này sẽ là biểu mô lát tầng có sừng hóa nha. Núm và khẩu cái cứng sẽ là biểu mô lát tầng có sừng hóa, còn trong khi các cấu trúc kia thì là biểu mô lát tầng không sừng hóa. Rồi, như vậy là do núm và khẩu cái cứng á, là đóng chức năng là niêm mạc, đóng chức năng là hỗ trợ cho việc động nhai, nên sẽ là biểu mô lát tầng có sừng hóa. Rồi, và ở bề mặt của lưỡi đó thì nó sẽ có chuyên biệt, là bởi vì nó sẽ có những cái nhún vào cao lên để trở thành mấy cái nụ vị giác, nên nó sẽ chuyên biệt riêng ở bề mặt của lưỡi. Như vậy tóm tắt lại là có bao nhiêu loại biểu mô trong cơ thể của khoang miệng, thì đó chính là ba vị trí. Một là đóng chức năng bao phủ thì các cấu trúc này đóng chức năng nhai nên sẽ được hỗ trợ bằng biểu mô lát tầng có sừng hóa. Còn riêng ở bề mặt của lưỡi hay còn gọi là mặt lưng của lưỡi thì nó sẽ có những cái cấu trúc chuyên biệt, sẽ có những cái nhú bì cao lên để trở thành gì, nụ vị giác. Rồi, nói về vùng chuyển tiếp. Vùng chuyển tiếp á là giữa da và niêm mạc, da niêm. Rồi, bây giờ bạn thấy cái môi không? Thì có phải cái chỗ này là cái vùng da không ạ? Rồi, cutaneous là da. Bởi vậy subcutaneous được gọi là gì? Dưới da, tim dưới da ha. Thì cái vùng này là vùng son, còn vùng này là vùng cái niêm mạc. Thì nó sẽ có cái vùng chuyển tiếp giữa hai bên. Và cái này cũng không có quan tâm đâu. Thật ra cũng đơn giản thôi, cái này là da, cái này là niêm mạc. Thì ra chỗ chính giữa, giữa da và niêm mạc thì gọi là vùng chuyển tiếp. Giữa cái niêm mạc và cái núm thì gọi là vùng chuyển tiếp niêm núm. Còn giữa cái răng và cái núm, à, tôi cũng không biết gì hết. Dòng bà đi, nha bà nha. Được không? Rồi. Khó quá, dòng bà. Rồi. Giờ nãy giờ đó là nhớ dùm là núm và khẩu cái cứng sẽ là gì? Biểu mô lát tầng có sừng hóa là phần quan trọng. Rồi, toàn bộ các cấu trúc kia đều là biểu mô lát tầng không có sừng hóa. Tầng dưới niêm. Rồi, hôm bữa bác sĩ Hiền có dạy về cấu trúc của ống tiêu hóa thì gồm có 4 tầng. Ông tập lại nha. Rồi bây giờ là ở bên ngoài. Thôi bên trong đi, bên trong thì nó dễ hơn. Đây là lọc ống. Đây là ở ngoài. Okay. Ống tiêu hóa gồm có 4 tầng. Tầng đầu tiên gọi là tầng gì? Cấu trúc nào mà ở chính giữa tầng dưới niêm vậy?
cấu trúc thần kinh nào có ở tầng dưới niêm? Chúng ta sẽ tìm được cấu trúc thần kinh nào ở tầng dưới niêm. Đám rối thần kinh Meissner. Gai bên kẹt. Cơ thì có hai lớp cơ, cơ gì ở ngoài và cơ gì ở trong. Vòng trong dọc ngoài. Cái áo đỏ kế bên, giữa hai lớp cơ sẽ tìm được cấu trúc gì? Giữa hai lớp cơ sẽ tìm được cấu trúc gì? Đúng rồi, đám gói thần kinh Erbach. Rồi, còn từng thanh mạc thì chỉ là collagen thôi ha. Cái áo cắn. Sự khác biệt của các cấu trúc của ống tiêu hóa khác nhau ở phần nào? Sự khác nhau giữa các tổ phận của ống tiêu hóa khác nhau ở phần nào? Chỉ khác nhau ở phần niêm mạc mà thôi nha. Còn các cấu trúc kia là gần giống nhau. Rồi khác nhau sao đây? Thực quản sẽ là gì? Chai đúng không? Mã gì hết rồi. Không phải chai à? Ủa, bé gái này khỏi từ thầy giờ không biết. Thực quản là gì? Hả? Đúng rồi, mà em biết sao mà nó phải là đá từ không có điều áo không? Bởi vì nó là đoạn kế tiếp của khoang miệng đó. Quan miệng là lát tầng không sừng hóa và thực quản là đoạn tiếp theo, nên chỗ đó cũng phải là lát tầng không sừng hóa. Vậy thực quản sẽ là lát tầng không sừng hóa. Cao vàng, dạ dày là gì em? Đúng rồi, trụ đơn tiết nhầy. Tiết nhầy để làm gì vậy bạn? Đúng rồi, để tiết dịch nhầy tiêu hóa thức ăn. Cao đen, ruột non là gì vậy? Có vi nhung nào? Có vi nhung nào để làm gì vậy? Tăng diện tích tiếp xúc bề mặt để hấp thu cho tốt. Rồi, từ cái chỗ ruột non này nó sẽ được hỗ trợ, đó chính là có đen liên phục. Từ ruột non trở xuống bắt đầu sẽ có thêm đen liên phục nha. Rồi, tới áo gì? Áo xám. Rồi, ruột thừa. Ruột thừa là đỉnh cao của nang lympho nha. Sao mà ruột thừa là đỉnh cao của nang lympho vậy ba? Bạn bởi vì ông thầy ông mới vừa nói trong cái bảng hồi nãy đó. Ruột thừa là tức cái chữ A là biết rồi đó. Màu tím hoa sim nữa rồi. Cao đen nào. Tại sao ruột thừa là đỉnh cao của nang lympho? Thầy mới vừa nói cái chỗ này nè. Với chỗ này nè. Bởi vì ruột thừa là cơ quan bạch huyết ngoại vi. Được không? Rồi. Cái áo đen này nè. Sao mà cơ thể lại thiết kế ruột thừa là nang lympho vậy? Tại ở dưới ruột có nhiều vi khuẩn. Đúng rồi, là bởi vì chuẩn bị chuyển qua ruột già đó là hết chức năng bảo vệ, nên trước khi mà đi qua ruột già lên men sinh hơi sinh vi khuẩn là phải cho nó đi ngang qua cái ruột thừa trước để nó được bảo vệ ha. Rồi tiếp theo nữa, chai này ruột già thì cũng giống như ruột thừa non nha. Trực tràng. Trực tràng biểu mô gì? Ông thầy hồi bữa mới dạy cái rồi đó. Ông nói là con trai với con trai đó, con trai với con gái đó nha. Lát tần không sừng hóa nha. Rồi. Như vậy là tôi đã ôn tập lại cho bạn về ống tiêu hóa. Rồi. Như vậy là ở cái khoang miệng á,
Sau khi mà chúng ta thấy ở biểu mô ở trên là biểu mô không sừng hóa thì dưới nó sẽ là tầng dưới niêm. Tầng dưới niêm thì nó là mô niêm kích thưa. Rồi, gái áo trắng, mô niêm kích thưa, chữ thưa nó lên điều gì? Thưa nói lên là tế bào nhiều hơn, sợi liên kết và chất căn bản. Trong cơ thể của mình có 5 loại mô liên kết, nhớ không? Mô liên kết nhầy, chất căn bản nhiều nhất. Mô liên kết thưa, tế bào nhiều nhất. Mô liên kết mà sợi chung nhiều hơn, mô chui, được chưa? Mô liên kết mà sợi collagen nhiều hơn, mô liên kết đặc. Collagen mà xếp song song, mô liên kết đặc có định hướng. Collagen không xếp song song, mô liên kết đặc không định hướng. 5 loại. Vậy chỗ này mô liên kết thưa nha. Mạch máu. Gái chữ UR. Tại sao chỗ này lại có mạch máu vậy em? Bởi vì nó là mô liên kết. Mô liên kết là mô duy nhất trong cơ thể có chứa mạch máu. Rồi có chứa cấu trúc thần kinh. Cấu trúc thần kinh đó là Meissner nha. Rồi bây giờ niêm mạc quanh xương, chỗ này mình muốn hiểu là gì nha. Vùng núm và các phần còn lại của khẩu cái cứng, niêm mạc miệng sẽ gắn chặt với màng ngoài xương. Ý muốn nói là sao ta? Là chỗ này có ra như là mô xương thì nó sẽ thôi phức tạp, mà tôi nói một hồi nó sẽ không đúng kiến thức. Rồi, thôi tôi không cho biết, tôi không biết này đâu. Bé gái áo sọc, xương này là xương gì vậy em? Phức tạp. Gọi là xương hàm dưới, xương hàm trên. Rồi, thấy chữ mà lên chuyên ngành quá, thầy cũng không biết. Được chưa? Rồi, niêm mạc. Niêm mạc miệng không có cơ niêm. Nha. Niêm mạc miệng không có cơ niêm. Như vậy là cái chỗ này nó không có cơ niêm ha. Rồi bây giờ mình sẽ ôn tập lại cơ niêm, chịu không? Rồi, thực quản cơ niêm là gì đây? Cái dưới đây không có đen. Cái bây giờ chúng ta ôn tập đến cơ niêm nha. Thực quản cơ niêm là gì đây? Cơ niêm ở thực quản là 1/3 trên là cơ vân, chính giữa là vân và trơn, còn dưới là trơn. Rồi dạ dày ruột non xuống dưới đó là cơ trơn nha. Vậy cơ niêm thì khác nhau ở chỗ phần thực quản thôi. Rồi gái áo trắng kế bên, vân trơn, cái nào chuyển động theo ý muốn, cái nào không có theo ý muốn? Vân thì sẽ điều khiển theo ý muốn, còn trơn thì sẽ điều khiển không theo ý muốn nha. Line số 1 đã xong rồi đó. Được chưa các bạn? Chuyển qua line số 2 đây bạn nha. Rồi, bây giờ đến môi. Môi thì gồm có 3 vùng nha. Bây giờ chuyển qua môi. Đây là 3 vùng của môi. Được chưa? Tô màu vàng nha. Rồi, vùng đầu tiên là vùng da. Chẳng hạn như đây là cái môi đúng không ạ? Kệ tôi dễ gì kệ tôi. Rồi, cái chỗ mọc bên ngoài gọi là vùng da. Rồi. Da mỏng khác da dày như thế nào béo đen? Bữa thứ hai cô dạy rồi. Rồi da, da có bao nhiêu lớp? Cái áo đen ngồi trong kẹt, bất tiến. Da có bao nhiêu tầng đây? Giỏi, đọc tên cho thầy đi. Tiểu bì, trung bì, hạ bì nha. Rồi, gáy áo vàng. Biểu bì có bao nhiêu lớp? 5 lớp. 5 phải không ạ? À? Đúng rồi. Đọc tên đi gái. Lớp đáy. Lớp gai, lớp hạt. Đọc từ ngoài vô ha. Sừng bóng hạt gai xinh xẻ. Rồi. Về nhà đó, làm theo cái sơ đồ tư duy này. Xong rồi mỗi mỗi cái cấu trúc để nó có một chức năng là thuộc được không ạ? À? Nha. Rồi. Chứ
cái pi có gì vậy? Béo đen và cái bên ống vàng. Cái pi là mô liên kết, nên chứa cấu trúc thần kinh, mạch máu, đúng không? Có tiểu cầu mồ hôi, nang lông, tuyến bã. Rồi, hạ bì là gì? Hạ bì là mô mỡ. Rồi, bây giờ đến trao đó, áo đỏ, chốt đi, da dày, nát da mỏng chỗ nào? Sách có về. Rồi bé ngồi cái hàng này, da chỗ nào trong cơ thể dày nhất? Không phải da mặt. Rồi da chỗ nào mỏng nhất? Da mặt đúng không ạ? Nha. Rồi trong vai đi. Vùng da nhú bì cao. Nhú bì là gì vậy? Nhú bì là gì? Cái chỗ này là biểu bì. Cái chỗ này là chân bì. Thì cái chỗ mà biểu bì nó lõm xuống đó, người ta gọi là G biểu bì. Còn cái chỗ mà chân bì á, nó nhôm lên á, thì người ta gọi là nhú chân bì. Nha. Như vậy là ở vùng da này thì ta sẽ có những cái nhú bì cao. Vậy có nghĩa là cái gì? Đội lên luôn. Được không các bạn? Nha. Trong nhú bì cao này có nang lông, tuyến bã, tuyến mồ hôi. Bởi vậy đừng có ngạc nhiên sao mà này nó có này nha. Được chưa các bạn? Nha. Rồi, ống tinh á thì coi cái hình này nè. Rất là dính chuyên nghiệp vô dạng. Được không ạ? Nha. Hairy skin. Rồi, vậy là vùng da thì sẽ gồm có gì đây? Bao phủ bởi da mỏng, có nhú bì cao, biểu mô lát tình, có sừng hóa, nang lông, tuyến bã, tuyến mồ hôi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang vùng son. Là biểu mô lát tình, dĩ nhiên là không sừng hóa rồi, được nâng đỡ bởi mô liên kết nhiều mạch máu, bởi vậy nên môi mới màu đỏ. Màu đỏ của vùng này chính là do gì? Là do cái mô liên kết nhiều mạch máu. Niêm mạc không có tuyến nước bọt. Như vậy khi đi vô vùng này thì chúng ta thấy là cái phần niêm mạc nó không có tuyến nước bọt. Mà không có tuyến nước bọt thì trời lạnh mô dễ bị khô và nứt nẻ. Rồi, ranh giới giữa vùng son và vùng da gọi là bờ son. Trong hình này chữ bờ son là cái chữ gì đây? Là chữ này đây. Rồi. Bây giờ coi tiếp theo. Vùng niêm mạc thì chứa ít tuyến nước bọt và có cơ vòng môi. Rồi bây giờ mình nhìn hình này. Thì đây chính là một cái môi cắt ngang. Thì chúng ta thấy là cái vùng rìa ngoài đây chính là vùng da. Thì nó có những cái nhú gì ạ? Nhú bì nó cao hơn đây. À. Rồi cái vùng này là vùng son là breast, vùng son. Trong đây nó có tuyến mồ hôi là sweat gland, là tuyến mồ hôi. Blood vessel là mạch máu, đúng không? Còn mấy cái chỗ này chính là cơ gì các bạn? Cơ vòng, ha. Bản chất của cơ này là cơ vân. Rồi. Như đó thôi. Hair vesicle là nang lông. Associated là liên kết với sebaceous gland là tuyến bã, nang lông tuyến bã. Rồi. Vậy là mình qua được hai hình rồi đó. Rồi.
slide này nãy thuộc gì ta? Slide này hồi nãy kêu thuộc là nú và khẩu cái cứng là biểu mô lát tầm có sừng hóa, đúng không? Rồi thì coi slide này hỏi Thi cái gì đây? Rồi cha áo đen nè, em muốn hỏi Thi slide này là cái gì? Tôi cho em đặt câu hỏi luôn. Hỏi bờ son là ranh giới giữa dùng son và dùng da hay gì đó hay được không? Được. Rồi hỏi bờ son cầm lên trên dễ. Thì các bạn thấy á, là cái chỗ này là cái vùng da nè, có những cái nhú bì cao nè đó. Còn cái chữ này là bờ son nè. Bờ son border là biên giới đúng không? Hairs là nang long tiếng bã nè. Associated salem là tuyến nước bọt nè. Oral mucosa là cái niêm mạc quanh miệng nè. Bây giờ mình chuyển sang trước là mình sẽ chuyển sang về các nú, khẩu cái cứng và khẩu cái mềm. Rồi. Niêm mạc nhai là hồi nãy có nói đó, là gồm có nú và khẩu cái cứng, chịu sự co sát khi thức ăn được nhai. Không? Rồi cái này cũng không có gì để hỏi. Bây giờ qua nú nè. Nú thì nó sẽ giống cái vùng son của môi. Bờ tự do là giống như bờ son bên kia đó, bờ nú bao quanh cái răng. Tôi nghĩ vậy nào, biết đúng hay không ha, tại vì cũng có học nha khoa. Đây là cái răng nè, còn đây là cái nú, thì cái chỗ này quá, phải không? Giống bờ tự do là cái bờ nú bao quanh cái răng. Vậy đi nha bạn nha. Thì nó sẽ bị sừng hóa, lớp đệm bám chặt vào màng ngoài xương, rồi không có tầng dưới niêm và các tuyến. Tôi không có biết nhiều về cái này, các bạn thông cảm nha. Tôi stress lắm á, không không. Bây giờ qua khẩu cái cứng là lát tầng sừng hóa. Ai inline cũng inside cái chữ này đó. Từ sửa lại đi. Tôi ghi là không sừng, bây giờ tôi sửa lại có sừng hóa rồi đó. Nha. Vậy là khẩu cái cứng thì nó giống cái bờ tự do của nú, có các sợi collagen kháng lại lực xé, lực nén khi nhai, mô mỡ và mô tuyến bảo vệ thần kinh và máu. Rồi. Nói vậy vậy đó, nhưng mà ra đề xuyên ra đề khác đó. Hình này nè, nãy trong nãy cho hỏi này đúng không? Về cho Thi hình biểu mô và phải coi những cái hình biểu mô nào là biểu mô lát tầng có sừng hóa thì mới chọn cho hình đó. Chứ đòi đâu có đơn giản vậy. Không hiểu hả? Đâu có phải câu hỏi lý thuyết đâu. Đâu có hỏi nú và khẩu cái cứng là biểu mô gì. À, không có, cho chọn đáp án cho cái hình. Đã biết được cái hình nào là biểu mô lát tầng có sừng hóa. Đó, hỏi vậy đó. Còn vô đây hỏi bờ son đúng không? Rồi. Về làm bản hình này, làm đề thi thì có thời gian. Thì về bôi đáp án, hỏi bờ son là câu chú thích nào, chẳng hạn như vậy. Cái này dễ nó gì đâu. Lấy cái đồ cắt qua cái rồi cho số 1, số 2, số 3, số 4 rồi chụp màn hình ra được đề thi gì đâu. Thấy không à? Nha. Dạ, hỏi đi bữa này. Rồi, khẩu cái mềm và khẩu cái và lưỡi gà, biểu mô lát tầng không sừng hóa, tiết dịch nhầy và dịch loãng và sợi vân vân. Rồi, tới chai mà trung kẹt, slide này em hỏi Thi cái gì? Slide này em muốn hỏi Thi cái gì? Niêm mạc nhai nha. Cấu trúc nào sau đây không thuộc niêm mạc nhai? Hay cấu trúc nào sau đây là niêm mạc nhai? Được không? Thì nhớ chọn khẩu cái cứng, đáp án nhiều như là gì? Khẩu cái mềm, lưỡi gà hoặc là nú. Nú là giống rồi, chọn gì? Chọn
chọn ra đây nè. Môi chẳng hạn, ha, hiểu ha? Không hiểu hả? Hỏi trong bốn cấu trúc sau, cấu trúc nào là thuộc loại niêm mạc nhai thì cho một đáp án dưới đây và ba đáp án trên đây. Được không? Rồi, ghi chú lại chỗ này về hỏi đi. Nhưng mà thì chụp hình đó. Nên đây nè. Về cắt lại số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 hỏi đi chỗ nào là niêm mạc nhai. Niêm mạc nhai là chỗ cái chỗ này nè. Và cái nú là chỗ này đúng không nha. Rồi hỏi thi chỗ này nha. Bé này làm chứng đâu hỏi. Bây giờ chúng ta đi qua lưỡi là quan trọng. Cái chỗ này người ta gọi là phần gì ạ? Thân của lưỡi. Rồi. Chỗ này người ta gọi là cái đỉnh của lưỡi. Nhiều đứa hay nghịch chỗ này lắm nè. Vậy, ai nói đớp vậy? Rõ này nó là cái gì bạn? Rễ lưỡi. Rồi, cái mặt trên đó gọi là mặt lưng, còn dưới gọi là mặt gì? Mặt bụng. À, ở dưới thì trơn láng, còn trên thì gồm ghề. Ở trên đây nó có niêm mạc gì vậy? Nãy nói đó, niêm mạc chuyên biệt đó, về mặt lưỡi. Cái like đầu tiên tôi thuộc rồi đó, bạn chưa thuộc à? Rồi bây giờ mình trình vào cái lưỡi. Chán thiệt luôn chứ, sao mà thuộc được. Rồi, đây là lưỡi ha. Rồi, epiglottis này là gì bạn? Thanh môn ha. Và chữ này lingotonsillation. Tonsil nãy thầy dịch ở dưới góc đó, hạnh nhân ha, hạnh nhân vùng lưỡi. Tuy nhiên nó sẽ có hai cái cấu trúc ở chỗ này được gọi là cái Latin tonsil, tiếng Việt mình dịch là amidan, phải không? Hạnh nhân gì nữa? Hạnh nhân sao trong sách mình dịch là hạnh nhân miệng hầu cũng dường ha bạn ha nha. Bàn trái được. Vậy theo bạn các amidan là tốt hay xấu? Xấu. Bởi vì sao? Rồi mất đi cơ quan nang lympho là cơ quan sẽ sản xuất kháng thể đúng không? Rồi. Rồi cái chỗ này mình dịch là cái gì? Cecum nè, foramen cecum. Chỗ này đổ tịch ha. Rồi. Ở dưới chỗ này đó, chuẩn bị đi qua cái phần rễ lưỡi này nó có cái cấu trúc hình chữ V. Vậy ngay cái đỉnh của chữ V này đó chính là cái đổ tịch. Sách của thầy Diệu còn ghi là có cái khung lũng gì dưới đây nữa nè. Khung lũng nóc thanh môn. Nha. Ở dưới đây nó có cái khung lũng nóc thanh môn. Thế, ông tên về mở sách thầy Diệu ra coi nha. Tức nghĩa là chuẩn bị mà từ cái chỗ mà hình chữ V này đi qua đây nó có cái khung lũng nóc thanh môn còn nha. Rồi. Và chúng ta thấy là trên bề mặt lưỡi này á, trên bề mặt lưỡi này á, nó sẽ có những cái nụ vị giác ha. Thì có tất cả là bốn loại nụ vị giác ha. Bốn loại nụ vị giác. Rồi. Cecum valentis này dịch là cái gì bạn? Nhú dài hay là nhú đài. Rồi. Đây là cecum. Bởi vậy nên cái món gì ta lấu lưỡi ra đời đúng không ạ? Ăn rất là ngon là bởi vì đó là cecum đúng không ạ? Nha. Bạn có ăn cái la tôi đọc thông giờ sách bảy la lưỡi hả? Nha. Phải có ăn cháo lưỡi đấy chưa? Như vậy là 2/3 trước của lưỡi là cơ vân, gồm có 3 hướng dọc ngang chéo. Còn bạn thấy là 1/3 sau, 1/3 sau là khu vực này nè, khu vực dưới này nè, nha. Thì là polypho, hạnh nhân lưỡi, amidan, cơ vân. Bây giờ niêm mạc chuyên biệt là giống như cái like đầu tiên đúng không? Là ở trên bề mặt lưỡi. Đây là biểu mô lát tầng không có sừng hóa ha. Rồi, biết tại sao nó không sừng hóa không? Là bởi vì ở trên nó có cái nụ vị giác rồi nên nó không thể hóa sừng được. Rồi, lớp đèn và cơ vân tiết dịch nhầy là loãng, không phải xúc.
này cho qua. Bây giờ mình phân biệt về nhú lưỡi ha, thì có bốn loại nhú. Rồi chắc hỏi thi chỗ này rồi ha. Rồi hỏi trong bốn loại nhú sau đây, nhú nào chiếm mặt nhiều nhất? Hỏi thi chỗ này, chiếm nhiều nhất, chiếm nhiều nhất. Các tính ra nè, hỏi 1, 2, 3, 4 á, ha, hỏi A, B, C, D á, sau đó mình chọn đáp án ha. Rồi còn nếu như đó hình này á thì mình cắt á phía bên đây nửa cái lưỡi hỏi thi thôi nha. Còn bên đây có tiếng Anh là tôi không có làm được cái chữ này, tôi cắt nửa mình bên đây tôi hỏi thi được rồi, được chưa nha. Rồi như vậy á là nhú chị sẽ là chiếm nhiều nhất, và đặc biệt nó là không có đủ vị giác. Nhú chỉ là chữ nào trong hình? Nhú chỉ á là chữ nào trong hình mấy bạn? Phi ly đó. Rồi sao? Cái dưới chóp này là nhú chỉ nè. Bạn thấy nó ghi là cái gì đây? Thiếu đủ vị giác nè ha. Stress up. Rồi vai trò là nó sẽ làm gì ạ? Nó sẽ làm tăng khả năng kết nối giữa lưỡi và thức ăn. Rồi nhú chỉ là không có nụ vị giác và nó tăng sự ma sát giữa lưỡi và thức ăn. Vậy đúng chỉ là hỏi thi hai chỗ đi ha. Rồi hỏi luôn cả chiếm nhiều nhất và không có nụ vị giác. Rồi nhú nắm. Rồi chắc bạn cũng biết nó hình giống như cái nấm nè, nằm ở rìa của lưỡi. Thì cười nha. Fungiform là nhú nắm ha. Filiform là nhú chỉ ha. Cunnilingus là nhú dài đó. Nhìn kỳ quá là không được. Dài, dài. Nhú dài, nhú dài nha. Rồi bạn thấy là cái chỗ này nó hình như nó thiếu một cái chú thích đúng không? Nè, xíu rồi chúng ta sẽ thấy là có cái nhú lá. Số lượng nó ít, nó chỉ gặp nhiều ở thỏ thôi. Nè, nhú lá là sẽ gặp là số lượng rất ít. Rồi, lát hỏi thi không? Hỏi thi luôn đi nha, hỏi thi bật này luôn đi. Hỏi thi chỗ này. Rồi, hỏi bạn nào là số lượng nó ít. Rồi còn cái chữ phức tạp nè, nó sẽ có cái tuyến này ha, tuyến này là tiết dịch trong. Rồi tập trung ở phía dưới rãnh tận cùng tận B. Như vậy bạn thấy là cái chỗ này nó hay tập trung ở chỗ phía B nè. Đó, phía B. Bây giờ đi qua trụ vị giác, đây là biểu mô dạng trống, chút xíu nữa mình coi cái hình này. Tôi dạy dở thiệt luôn á, không giận nhất. Trong tụ vị giác này có khoảng 50 đến 150 tế bào. Cái này bây giờ bạn coi đi ha, tí nữa tôi nói lần sau. Bây giờ cảm giác vị giác á là nó có bốn loại, còn với một loại mới phát hiện: ngọt, chua, đắng, mặn. Như vậy ở cái phần mà đỉnh của lưỡi đó thì sẽ cảm nhận khu vực của vị ngọt. Qua lên một tí là đến vị mặn. Và cái chỗ này là cái vùng giao thoa giữa vị ngọt và vị mặn. Qua cái phần rìa thì bắt đầu là vị chua. Còn cái màu cam này là giao thoa giữa vị chua và vị mặn. Còn trong khi cái vùng này là cái vị đắng. Được không các bạn? Nha. Vậy uống thuốc thì cho trẻ uống ngay đầu lưỡi ha, chắc là không cảm nhận được vị đắng đúng không ạ? Thôi phức tạp quá phải không? Chắc vậy quá. Trong sách nó còn nói nó có một cái vị nữa là umami gì nữa, và tăng cường bởi bột ngọt monosodium glutamate. Bây giờ tôi sẽ đi từng hình một cho bạn nha. Rồi. Cái gì đó? Cái này là nhú gì bạn? Nhú chỉ ha. Rồi cái này nó giống như là cái
chú gì phân chi nè, chú nấm hả, cũng thầy cũng không hiểu sao nữa nha. Rồi đây là chú gì, chú chải, chú đài gì phải không nha. Thì trong cái chú này nó có cái khe tập trung ở đâu nè, ở trung rãnh chữ V ha. Trong chú này có tuyến gì ạ, tuyến đứt trong đúng không. Như vậy là mỗi cái nhú này bạn nhớ một vài cái đặc điểm. Có một cái nhú gì nó không có nhiều ở con người à? À, nhú lá. Và đây là cái lưỡi của con thỏ. Đây nó có nhú lá không? Có. Có ha. Như vậy là lưỡi của con thỏ nó sẽ có cái nhú lá. À, nhú lá là như này. Sẽ có cơ chỗ này nữa. Đây là cơ gì bạn? Cơ vân. Cơ vân và dạ dày theo suối tóc này là cơ vân cắt gì? Cắt dọc. Còn cơ vân chỗ này là cơ vân cắt ngang ha. Đây là nhú gì mà có khe nè, nhú dài. Bây giờ chúng ta tập trung vô chỗ này, nó sẽ có cái gì đây nè, nó sẽ có cái tắc bớt này là cái gì, qua cái hình này đó, cái nụ vị giác, nụ vị giác, nụ vị giác, rồi, thì bây giờ người ta mới phóng to một cái này lên, thì nay thấy đó là có 50-150 tế bào sẽ nằm trong cái nụ vị giác này. Rồi cái con mà nó xám màu á là cái con mà nó gọi là trưởng thành hả? Tiếp một bài. Đúng rồi. Còn cái con nào mà xám nhạt màu này là cái con chưa trưởng thành. Nè, major, major là con nụ vị giác chưa có trưởng thành. Còn immature là con đã chưa trưởng thành ha. Còn cái chỗ này là cái lỗ vị giác, trên đây nó có rất nhiều cái viên trung mao nữa. Rồi. Trên đây nó có cái liên kết ngãn. Liên kết ngãn hiện diện ở đây ở phần đỉnh đó, để cảm nhận được cái vị giác. Còn ở phía dưới chỗ này nó có những cái cấu trúc thần kinh. Rồi bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho bạn về thần kinh ha, về vị giác. Chẳng hạn như một cái thức ăn á, cái hình này nó được dịch trong sách rồi đó. Chẳng hạn như một cái thức ăn á, nó chính là một cái receptor gắn vô cái chỗ này. Hồi nãy trong cái live kia mới nói là cái chỗ đó nó có nhiều viên nhung mao đúng không? Thì đây chính là một cái viên nhung mao nè. Thì cái màu xám xám này chính là cái màng tế bào đó nha. Thì ta thấy là cái beta này chính là cái protein xuyên màng á. Thì hoạt động sao đây? Bước số 1 á là cái chất phân tử nào đó có trong cái thức ăn đó, nó sẽ kích động vô cái protein xuyên màng chỗ này đóng vai trò là thụ thể. Sau đó thì nó sẽ làm cho nguyên cả phức hợp này được hoạt động. Và khi cái phức hợp này được hoạt động đó, thì cái alpha này nó sẽ hoạt động đến khu vực này. Và khi alpha nó hoạt động khu vực này thì nó sẽ làm cho cái natri á từ phía bên ngoài á nó được đưa vô bên trong cái nụ vị giác. Và khi cái natri này nó được đưa vô bên trong nụ vị giác đó, thì nó sẽ kích hoạt cái canxi này á, đi qua cái protein này để tạo thành năng lượng. Và cái năng lượng này nó sẽ tiếp cận cho cái dây thần kinh vị giác ở sau. Còn trong khi cái natri này thì nó sẽ làm cho cái chất dẫn truyền thần kinh được hình thành. Bởi vậy từ thức ăn mà người ta cảm nhận được vị ngon, và sau này là dây thần kinh sẽ đưa lên phân tích đây là cái mùi, thích ăn mùi gì. Bạn nhớ ngày xưa khi tôi dạy cái bài truyền tin tế bào á, nó trải qua 5 bước không? Bước thứ nhất á là hiện diện của chất truyền tin. Bước thứ hai là chất truyền tin gắn lên thụ thể trên màng tế bào. Bước thứ ba là truyền tin nội vào để tăng cường hệ số tín hiệu. Bước thứ tư là đáp ứng sinh học. Và bước thứ năm là ngừng đáp ứng sinh học. Ở sinh học tế bào tôi dạy vậy đó, là con đường truyền tin gồm có 5 bước. Bước thứ nhất là nhận biết kích thích. Bước thứ hai là kích thích bám lên cụ thể trên màng tế bào. Bước thứ ba là truyền tin nội vào để tăng cái tín hiệu. Bước thứ tư là đáp ứng sinh học. Và khi tín hiệu kết thúc thì nó sẽ chảy qua bước thứ năm là ngừng đáp ứng. Thì đây này cũng vậy thôi. Bước thứ nhất đó là trong thức ăn nó sẽ có chứa cái hoạt chất gì. Cái bước thứ hai là cái hoạt chất này nó sẽ gắn lên cái cụ thể. Bước thứ ba là nó truyền tin nội vào alpha đi qua bên đây kích hoạt rất nhiều những cái phân tử này. Bước thứ tư là đáp ứng.
là cái nát tri này sau khi được mấy cái bạn này được kích hoạt thì nát tri sẽ được đưa vào bên trong này. Nát tri được đưa bên trong thì làm cho canxi nó quá kích động thì nó sẽ làm cho canxi này nó đưa đẩy ATP qua. ATP nó sẽ đi vào cái axon này và nó là cái đầu mút của dây thần kinh và hoạt động. Còn trong kia nát tri thì đóng vai trò là đẩy cái chất truyền thần kinh đi qua. Vậy là nó thực hiện vừa đúng ngay nó một con đường truyền tin luôn, được không ạ? Bây giờ đi qua bài ra. Rồi, slide này á, nhút chỉ là hỏi ngay chỗ này nha. Rồi, nhú nắm hỏi này luôn, vậy là tập trung hỏi chỗ này nha. Nhú nắm cũng hỏi chỗ này. Nhú dài á, là hỏi á, là cái tuyết dịch trong này tập ở đâu nè. Là chỗ này hỏi nhú dài chỗ này nè. Còn nhú lá là hỏi là cái nào là số lượng ít nè. Hỏi chỗ này đó. Rồi. Rồi dưới đây thì hỏi cái gì đây? Rồi. Cái câu này là cái gì? Tiền thân chuyển qua nâng đỡ, chuyển qua thụ thể vị giác là cái gì? Là ý nói cái chưa trưởng thành nè, nó sẽ trải qua cái tế bào trung gian gọi là nâng đỡ rồi nó mới trở thành tế bào trưởng thành. Cái câu này nó vậy đó. Em hiểu không? Mấy em thấy tế bào màu này á là tế bào chưa trưởng thành nè. Thì cái con này nó sẽ hoạt động một thôi thì nó cũng sẽ trở thành con trưởng thành. Ý của ba cái gạch đầu, ba cái mũi tên hồi nãy chính là đường này nè. Là đầu tiên là tế bào chưa trưởng thành qua tế bào nâng đỡ rồi chuyển thành tế bào có khả năng cảm nhận được vậy. Ý muốn nói đến sự phát triển của các tế bào. Rồi cái tế bào này nè, cái tế bào trưởng thành này nè mới là cái hình của cái đứa này. Được không các bạn? Dạ. Yeah. Rồi ra thi cho cái lưỡi để hỏi chỗ nào là vị nào ha. Nhưng mà bạn thấy là vị nào dễ hỏi nhất. Bạn thử nghĩ coi nếu mà tôi hỏi thì hỏi bằng vị gì? Vị đắng đó. Vị đắng là dễ hỏi nhất. Mấy bạn có cái hình nào của cái lưỡi mà chưa có chú thích gì không? Vậy tôi làm ví dụ cho. Hình này. Có vậy. Vậy tôi kiếm hình của cái lưỡi mà chưa có chú thích gì rồi tôi gạch qua đây nha. Nè cái lưỡi nè. Về chỗ này nè. Chỗ này thì nó hỏi. Để thi thì để tôi làm. Tôi quen rồi nha. Bây giờ qua răng đi. Răng thì có răng chẹt, răng nọ, răng sữa. Tiếng Anh đọc răng sữa là gì vậy? Rất là nhiều chữ đúng không? Mà chữ dễ nhất là music. Hoặc gọi là răng gì nữa nào? Decidious. Tiếp theo nữa là gì? Primary nữa. Răng bệnh viện. Răng bệnh viện có cái chữ đó chính là và chữ gì? Secondary. Vậy cái chữ Batman Express thì là gì? Batman Express. Batman. Tên là gì? Địa chỉ thường trú. Hộ khẩu ở đâu là chữ đó
current là địa chỉ tạm trú, hiện tại đang ở đâu, được chưa? Sao biết vậy? Chữ này ngày xưa đi dịch, còn sơ đi trung học nên mới biết. Làm gì vậy? 10 năm rồi đó. Mùa thu 2009 là tôi nộp hồ sơ. Rồi. Năm sửa đó thì là 20 cái. Thì người ta sẽ chia 5 công thức là gì vậy? Áo bé trai, áo đen. Năm cái là gì? 212 đó. Hai cửa. Một gì? Một năm. Hai cối. Tôi dễ gì đúng không mẹ? Còn ba môn nữa thôi. Thứ sáu tuần này thi bào chế, chủ nhật tuần sau thi báo phân tích, hai tuần nữa thi dược liệu, là bắt đầu chia chuyên ngành. Bây giờ chuyển sang người lớn đi. Người lớn là 32 thì chia 4 mặt phẳng là 8. Rồi 8 2 1 2 3 2 cửa 1 5 trong đây là bộ 2 cộng 1 phải không? Một cái này là gì ạ? Rồi răng sữa. Rồi theo nguyên tắc răng nào mọc trước thì răng đó sẽ rụng trước, trừ các trường hợp sự cố xảy ra, đúng không bạn nam? Là gì bạn? Là sâu răng nè, hoặc là chế đá banh nè, vân vân. Rồi vậy là răng sữa, răng miệng phiển. Rồi cửa là khắc thức ăn, năng là xé, rồi hàm là nghiền. Vậy răng khểnh là thế nào? Ghê ha, trời ơi dễ thương hả? Mà sao giờ thấy ít ai có răng khểnh rồi ha? Ngô Kiến Quy nè, Minh Quân nè, giờ còn ai nữa đâu nha. Rồi bây giờ qua đến răng. Thân răng, chân răng nha. Rồi crown là thân răng đúng không ạ? Neck là cái cổ răng, là cái nơi tiếp xúc với cái nú. Còn root là cái chân răng. Trong cái thân răng á thì bọc bên ngoài là cái men răng nha. Rồi tiếp theo là cái ngà răng. Rồi hoài không biết cũng gì luôn rồi. Cái enamel này là cái men răng nè, dentin là cái ngà răng, còn trong đây là cái buồng tủy, trong đây nó có cái ống tủy đúng không, dây thần kinh mạch máu gì đó, chắc thầy dịch từ trên xuống dưới quá cũng hiểu gì đâu. Đây là mình dịch là cái gì bạn, là mạch máu và thần kinh của cái khoang xương. Ốc tôm mà bạn nhớ chữ nào mà tận cùng là bờ lát, mình dịch là gì? Nguyên ha. Rồi nên cái chữ octostomplast này mình dịch là nguyên màu ngà. Rồi cái chỗ này là cái khe nú, đây là cái biểu mô của cái nú. Rồi cái pump chamber là cái khoang tủy. Rồi đây là mạch máu và thần kinh của tủy. Cái chữ này mình dịch là dây chằng nha chu. Dây chằng nha chu. Rồi cái chỗ này là các xương, đây là xi măng. Rồi đây là gì bạn? Đây là cái khoang tỷ chứa các cấu trúc thần kinh. Rồi cho đi qua đi. Chưa.
bây giờ đến phần này hơi khó tí. Không phải khó mà là do các bạn chưa có học. Bây giờ mình sẽ nói về sự phát triển của răng. Sau khi mà môn mô kết thúc thì môn phôi sẽ được tiếp theo. Thì sau khi học môn phôi xong á thì các bạn sẽ biết được cái chữ ngoại bì, trung bì là cái gì. Bây giờ mình chưa có học môn phôi nên mình chưa có hiểu, thầy sẽ tóm tắt lại trước nha. Như vậy đầu tiên là tinh trùng, nó sẽ kết hợp với cái trứng thì nó sẽ cho ra cái hợp tử n bằng ngang 3, n bằng ngang 3, 2n bằng 46. Cái này gọi là cái hợp tử. Hợp tử á sẽ phát triển thành phôi bào. Phôi bào sẽ phát triển thành phôi dâu. Phôi dâu sẽ phát triển thành phôi nang sớm. Rồi phôi nang sớm sẽ phát triển thành phôi nang muộn. Rồi. Cái chỗ này á là cái nơi cái trứng rụng, gọi là đoạn bóng của bồi trứng. Con tinh trùng nó sẽ đi lên đây đập trứng, trở thành cái hợp tử, được không? Sau rồi nhờ lông chuyển của vòi trứng thì cái hợp tử này nó mới đi xuống cái khoang tử cung này để làm tổ trong đây mới trở thành bào thai. Hiểu ý thầy không? Thì trong quá trình mà cái hợp tử này nó di chuyển từ đây quay ngược trở lại đây đó, thì nó sẽ phát triển thành phôi bào, phôi dâu, phôi nang sớm. Xong rồi khi mà nó chuyển từ phôi nang sớm qua phôi nang muộn á thì cái phôi này nó sẽ được làm tổ vô cái buồng tử cung. Bởi vậy ở phôi nang muộn thì phôi mới bắt đầu làm tổ. Hiểu tới đây chưa? Nha. Yeah. Rồi. Thì trong cái phôi nang muộn này khi nó tiếp xúc với tử cung thì nó sẽ tạo nên một vài các yếu tố, và chính cái yếu tố này người ta dùng để chẩn đoán có thai không có thai. Thì hôm sau bác sĩ Quỳnh sẽ giới thiệu cái HCG đó, là khi cái phôi nang muộn này nó làm tổ trong cái tử cung này thì nó sẽ có cái chất hormone mang tên là HCG sẽ được phóng thích. Không có phôi thì không có chất này bao giờ, mà hễ có phôi thì có chất này. Bởi vậy đây chính là dấu ấn để làm gì? Que thử thai nha bạn ha. Rồi. Khi mà cái phôi nang muộn này nó phát triển trong cái tử cung á thì nó sẽ phát triển đầu tiên là phôi hai lá. Phôi hai lá thì sẽ là thượng bì và hạ bì, được không? Rồi cái thượng bì này nó sẽ phát triển thành phôi ba lá, gọi là ngoại bì, trung bì và nội bì. Bắt đầu cái chữ ngoại bì nó xuất hiện trên kia rồi. Như vậy thầy đã vừa tóm tắt cho bạn các giai đoạn phát triển của phôi ha. Đầu tiên là hợp tử qua phôi bào, qua phôi dâu, qua phôi nang sớm. Từ phôi nang sớm qua phôi nang muộn thì từ phôi nang muộn này mới làm tổ trong cái buồng tử cung. Rồi phôi nang muộn này nó sẽ phát triển thành phôi hai lá, là gồm có thượng bì và hạ bì. Hạ bì không có chức năng, thượng bì mới có chức năng. Thượng bì mới tiếp tục phát triển thành phôi ba lá, là ngoại bì, trung bì và nội bì, được không? Thì ngoại bì, trung, nội đó. Thì ngoại bì á, ngoại sẽ phát triển thành da và thần kinh. Thì có phải phía trên mình là da và thần kinh này đúng không? Còn trung bì á là mô liên kết. Có phải là sau khi mà da thần kinh là tới mô liên kết trong cơ thể mình không? Còn nội bì á là các tạng. Bởi vậy mà cắt từ trong cơ thể mà từ đây đi ra ngoài mình thấy là phải da thần kinh ở ngoài nè, xong rồi tới cái trung bì là mô liên kết, và cuối cùng là cái tạng bên trong không nha. Như vậy là cái răng của mình nó phát triển ở đâu? Nó có nguồn gốc từ ngoại bì, là bởi vì hồi nãy về đầu giờ có nói là
nó tiếp xúc với cái da là chủ yếu mà bào thần kinh ha. Rồi trung mô, nguyên bào men là có nguồn gốc từ ngoại vì luôn ha. Còn trong khi đó nguyên bào ngà thì là cái màu thần kinh nằm trên ngoại vì. Còn trong khi đó tế bào tạo xi men lại là khu vực của trung mô. Được không các bạn? Bạn hiểu này không? Bạn hiểu không? Ý thầy nói là trong quá trình phát triển á, thì có giai đoạn phôi ba lá là cơ thể của một con người là chỉ có ba lớp đây này. Này. Bọc bên ngoài là ngoại bì, giữa là trung bì, phía trong này là nội bì. Thì cái phần ngoại bì này nó sẽ phát triển thành da, thần kinh. Còn cái trung bì là mô liên kết, xương sụn. Còn ở trong đây là tạng. Không? Thì nó mới nói là gì? Nguyên bào ngà với răng là từ ngoại bì mà thần kinh. Còn trong khi tế bào tạo xi men là từ trung môn. Trời ơi, hết giờ rồi nè. Chút xíu nữa có học gì không? Bây giờ tôi ôn tập mô thần kinh. Được không? Bù lại phần tôi không có biết trong ngày hôm nay, quên hỏi chứ. Thầy muốn hỏi cái gì? Hỏi công thức răng nha. Hỏi công thức răng. Công thức răng sữa và công thức răng vĩnh viễn. Nãy tôi cho chép đó. Vậy chỗ này tôi hỏi công thức răng nè. Rồi, chỗ này tôi hỏi chức năng của ba cái răng này nữa nè. Rồi, khi bị sâu răng đó, thì theo bạn cái nào nó hủy đầu tiên? Thì cái nào mà ở bên ngoài là hủy đầu tiên đúng không? Vậy là men răng sẽ bị hủy đầu tiên. Tiếp theo là đến gì? Ngà răng. Và cuối cùng là gì? Là ra thi cho sắp xếp nha. Sắp xếp là khi bị sâu răng thì cấu trúc nào sẽ bị tổn thương lần lượt? Mũi tên này nè, chọn gì đó nha. Men, ngà, thủy. Rồi hỏi chỗ này, em bé thấy không? Hai. Hỏi chỗ này. Rồi coi không hỏi nữa nha, bởi vì chỗ này để dành cho môn phôi người ta dạy nha bạn nha. Rồi. Bây giờ tôi chuyển sang dạy môn thần kinh nha, ôn tập môn thần kinh. Rồi cái phần này các bạn có đi nói gì khác không? Không nha bạn nha. Đây chính là hệ thần kinh trung ương nha. Thì gồm có não và tủy sống. Được không bạn? Rồi. Trên não thì có 12 đôi dây thần kinh sợ não. Bao nhiêu bạn? 32 đôi dây thần kinh tủy sống. Số 1 là cái gì, số 2 là cái gì, được không? Ồ. Số 1 học lại đi. Nha. Rồi chia
còn hai mấy đứa dựng đầu, cảm giác và hỗn hợp. Thầy cho cảm giác trước đi. Rồi, dây thần kinh là phải viết bằng số La Mã. Có biết chuyện đó không? Nhưng mà viết số La Mã không có thuộc, mình phải viết số thường thôi. Và vậy chút xíu nữa ai mà chụp hình đăng lên mạng là người ta nói tôi chạy xa. Chứ giờ hỏi nè, viết 128 là viết số vậy chừng nào biết thuộc? Không thuộc nổi, không nói thật hết. Rồi, 128 em ạ. Cảm giác sẽ là 128. Rồi, vận động á là gì? 346, cái này viết chính lẹo, viết có bộ với nhau. 11, 12. Rồi bây giờ thấy số nào chưa có thì dưới đây phải không? Hỗn hợp là cái gì vậy? Vừa có cảm giác thì có vận động trong đó nữa, phải không? Rồi, số mấy chưa có? Số 5. Số 7 là như 7, có 7 phụ đúng không ạ? Số mấy nữa? Và số gì? Số 10 à. Rồi, cao trắng nè. Mấy cái này á đánh theo nguyên tắc gì? Cái số này đánh theo nguyên tắc gì? Có nguyên tắc đó, chứ không phải muốn đánh là đánh đâu. Đánh theo nguyên tắc gì? Sẽ chọn ở ngay vị trí của kim đồng hồ chỉ số 12 làm dây thần kinh số 1. Cái hình sắp sửa đó thì sẽ thấy là màu xanh là một dây, màu đỏ một dây, lan chạy chậm tiếp. Thì ngay cái chỗ này nè sẽ là số 1 và dưới đây sẽ là số 12, được không bạn? Không, sao đến bên đây vậy? Bởi vì nó là đối diện nhau, nó có một dây đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta coi ha. Đây não chìm đôi đúng không ạ? Rồi, cái chỗ này nếu mà dẻ vậy nó trùng dây này nên dẻ bên đây. Bởi vậy dây số 1 à. Được không bạn? Dây số 2 là kế bên đúng không? Rồi qua đây là tụt xuống, tụt từ số 12 đến dưới đây không? Được không? Rồi, trong hình này á, màu xanh á là cảm giác, còn màu đỏ đó là vận động. Số 1, số 2, số 8. 1 sẽ là cú. 2 là thị. 8 liền liền móc tay. Số 3 bận nhãn. Số 4 trồng trọc. Số 6 vận nhãn ngoài. 11, 12, 12 dưới gì? Cộng lại đi. Dưới gì? À, dưới lưỡi. Số 5, số 7, số 9. Thiệt là lưỡi, hầu là họng. Số 10 lan thang, hay còn gọi là gì nè? Phế vị. Phế là phổi, vị là gì nè? Rồi, số 1 sao gọi cảm giác vậy? Bởi vì đến khú giác. Số 2 đi đến thị giác. Số 8 tiền đình ngón tay. Đi đến giác quan, gọi là cảm giác. Còn 346 dựng nhãn, vận động rồi. Tròn trọc, cứ có mắt nhắm nhắm tới thôi là vận động rồi. Vận nhãn ngoài, vậy là vận động nha. 3, 4, 6 là một bộ nhau. Số 10, hàng. Tha phụ.
accessory là phụ kiện, không ạ? Hai mô là dưới, rostral là lưỡi, dưới lưỡi, được không? Vậy là dẫn động. Còn trong khi mấy bạn dưới đây là vừa có màu xanh vừa có màu đỏ luôn, được không? Rồi, đó là giải phẫu nha. Bây giờ mình xuống dưới đây đi, là tôi nói xong rồi chuyển qua mô hồng. 32 sẽ là cái gì đây? 8 12 5 5 2. 8 gì bạn? 8 cổ. 12 gì bạn? 12 ngực. 5 gì bạn? 5 thắt lưng. 5 gì? 5 cùng và 2 cùng nha. Khi bạn cắt cái dây thần kinh ra, mô học nói có 3 con tế bào trong đó. Khi bạn cắt dây thần kinh này ra, mô học nói trong đó có 3 con tế bào, được không? Còn trong khi đó, bạn cắt cái tế bào ở não, bạn cắt tế bào ở tủy sống ra, mô học nói trong đó có 5 con. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái con đó là con gì nha. Như vậy là tôi mới vừa đi từ giải phẫu qua mô học đó. Bạn hiểu với tôi không? Bạn hiểu với tôi chưa? Vậy bạn cắt cái chỗ này ra có 3 con, bạn cắt cái trung ương ra 5 con. Có một con luôn có mặt ở cả hai chỗ, con đó tên là con gì? Con neuron. Như vậy mô thần kinh có bao nhiêu con? 7 con mà thôi. Mô thần kinh chỉ có 7 con mà thôi. Một con mang tên là neuron, và 6 con kia mang tên là gì? Tế bào thần kinh đệm. Ở trung ương mấy con đệm vậy? 5 - 1 4 con. Ở ngoại vi mấy con đệm vậy? 2 con. 3 - 2. Phải không? Phải không? Như vậy là cái mô học chứng minh là hệ thần kinh có bao nhiêu con? 7 con. Con đầu tiên mang tên gì? Neuron. 6 con còn lại là tế bào thần kinh đệm. Mấy em có theo kịp không? Bây giờ chúng ta đi vô con neuron nha. Con neuron có bao nhiêu thành phần em? Một con neuron có 3 thành phần. Thành phần đầu tiên là sợi nhánh. Thành phần thứ hai là thân neuron. Và thành phần thứ ba là sợi trục. Bây giờ kẻ bảng. Trục nhánh khác nhau sao đây? Trục có bao nhiêu? Trục có bao nhiêu? Duy nhất. Còn nhánh thì sao mấy đứa? Không phải nhiều. Có còn không có em ơi? Có con thì sao? Có một. Có con thì có hai. Thậm chí có con có nhiều. Rồi, đặc điểm thứ hai khác biệt giữa trục với nhánh là gì mấy đứa? Trục á, ly tâm. Nhánh sao? Hướng tâm. Rồi, chất dẫn truyền thần kinh sẽ hướng tâm từ sợi nhánh đi vô. Sau khi đi vô xong rồi, thân neuron sẽ phân tích, xong rồi nó sẽ ly tâm đi ra sợi trục. Như vậy là sợi nhánh hướng tâm, còn sợi trục thì sao? Ly tâm nha. Sợi nhánh á là cảm giác, còn sợi trục á là vận động. Giải phẫu nói cung phản xạ thần kinh có 5 bộ phận phải không?
bộ phận cảm ứng, dây cảm giác, bộ phận phân tích, dây vận động, bộ phận vận động có thể là một cái cơ hoặc là một cái tuyến. Phải giải phẫu dạ dày không? Phải vậy không? Cung phản xạ thần kinh gần có 5 phần. Đó là giải phẫu. Thì môn học sao? À, thì ra cái chỗ mà của anh bộ phận cảm giác và cái dây cảm giác anh chính là cái sợi nhánh của tôi á. Còn cái bộ phận phân tích của anh chính là cái thân neuron của tôi á. Còn cái dây vận động của anh và cái bộ phận vận động của anh chính là cái sợi trục của tôi á. Và cái cuối của sợi trục này là cái nơi nó sẽ bám vào cái cơ một tiếng nữa. Em kết nối giữa giải phẫu và môn học không? Okay. Không hiểu gì hết trơn hả? Thôi, kệ nha. Bây giờ mình sẽ đi vô mấy con này đi. Rồi. Hiểu không? Bây giờ mình sẽ đi vô bốn con này. Chúng ta đang ở não bộ và tủy sống nên sẽ có con neuron màu vàng và nó sẽ có bốn con thần kinh đệm bao quanh, đúng không? Nãy thầy nói nè, thần kinh đệm nè, bốn con nè, được không? Bây giờ mình đi vào con đầu tiên là con tế bào sao. Các bạn chữ nào là dịch tế bào sao? Astrocyte, bởi vì thấy tàu vũ trụ đúng không? Astrocyte sẽ dịch là tế bào sao. Astro là vũ trụ, còn cyte là tế bào đúng không? Tế bào sao là astrocyte. Rồi, gái này nè, thấy nè, hai cái chân của tế bào sao không? Cái hai cái chân của tế bào sao không? Cái chân bên này nó bám vô cái gì? Bám vô neuron đi. Còn chân bám vô cái gì? Vậy chức năng của tế bào sao là hàng rào máu não. Sao gọi là hàng rào máu não? Chân bên đây bám vô mạch máu, còn chân đây bám vô neuron. Có phải nó là cái nơi mà hoạt động trao đổi năng lượng từ máu đưa vô để nuôi neuron không? Bởi vậy tế bào sao sẽ là hàng rào máu não. Rồi, cái chỗ này là cái não thất. Não thất là thứ 3 và thứ 4. Trong não thất có chứa gì? Dịch não tủy. Ồ, lỡ không có cái gì thì có thể là cái dịch não tủy này nó tràn vô cái mô thần kinh, đúng không? Bởi vậy nó sẽ có con tế bào chỗ này nữa. Rồi, con này được gọi là, ô mà ông thầy không nói con nào mà nó nằm nó ngăn cách đó, thì gọi nó là biểu mô thôi. Một con tế bào nó ra đời, biểu mô nội tủy. Nội là bên trong, tủy là dịch tủy, dịch não tủy. Thì con này là con tế bào biểu mô nội tủy. Chức năng nó là gì vậy? Hàng rào dịch não tủy. Glial cell. Glial cell là tế bào thần kinh đệm. Nhưng mà con này mang tên là microglial cell. Là vi tế bào thần kinh đệm đúng không? Dịch là vi bào đệm. Con thứ ba là con vi bào đệm. Mà nếu như mà bạn có biết cái thai của tuổi dạy bạn, monobào chuyển vô mô liên kết gọi là đại bào, monobào chuyển vô mô xương gọi là vĩ cốt bào, monobào chỉ vô mô thần kinh gọi là con phi bào đẹp. Vậy chức năng của con này giống con monobào chính là di động và thực bào. Con số 3 là di động và thực bào. Bây giờ mình chuyển sang con thứ 4. Bạn tưởng tượng cái axon á là lỗi đồng trong dây điện. Mà nếu như không có cái lớp nhựa bọc bên ngoài á thì nó sẽ dễ bị tác động bởi ngoại cảnh. Bởi vậy nó sẽ có một cái con tế bào nó áo bên ngoài cái sợi trục để tạo giống như là cái nhựa bao quanh cái lỗi đồng trong dây điện.
mấy đứa có hình dung được cái hình đó không? Được không? Thì cái con đó mang tên là con tế bào ít nhánh. Và đứng đây nè, đưa cái tế bào chất của nó đó, nó quấn quanh cái sợi chuột của con này, nó lại quấn quanh sợi chuột của con kia, nó quấn quanh sợi chuột của con nọ. Nó nhìn ra được là cái cột này là cái nhân của nó, còn cái màu xanh này là cái tế bào chất của nó không, còn cái màu vàng là cái sợi chuột của con nơ nó. Bởi vậy con này được gọi là con tế bào ít nhánh. Chức năng của nó là tạo bao myelin, là bao này nè, cho các sợi chuột. Như vậy là ở hệ thần kinh trung ương có 5 con, một là con neuron, 4 con còn lại là sao, ít nhánh, phi bào đệm và biểu mô ngoại tử. Bây giờ mình nhanh chóng chuyển sang qua trung ngoại vi. Ngoại vi, con đầu tiên là con này nè. Bạn học giải phẫu bạn thấy có chỗ tự nhiên nó cầm nó hơi bị nhớp lên so với cái dây vô cái chỗ kia. Bạn có cầm cái chỗ này bây giờ chưa? Chưa. Thì khi mà bạn cắt dây trong đó bạn thấy là nó rong nằm dài nè. Có một con nó giống như cái vệ tinh nó mọc bên ngoài á. Con này gọi là con tế bào vỏ bao. Hoặc nó còn có tên gọi thứ hai là tế bào vệ tinh. Satellite là vệ tinh. Con này không có chức năng. Được không bạn? Tới giờ người ta cũng không hiểu nó nằm đây để làm cái gì nữa. Được chưa các bạn? Nha. Chuyển qua con cuối cùng là con squam. Squam là ai? Năm 1839, một nhà động vật học và đồng thời là một nhà thần kinh học, đã cùng với Swedenborg phát biểu ra học thuyết tế bào. Tế bào là đơn vị cơ bản về mặt cấu tạo và chức năng của động vật và cả thực vật. Sau này cái con tế bào này mang tên ông ta, tế bào squam. Cái sợi trục nó dài đó, sợi trục nó dài dài luôn. Thì cái con squam này nó làm cái gì? Nó cứ một con vậy nó quấn lọ, một con vậy nó cuốn đỏ, một con vậy nó cuốn đỏ. Bởi vậy con quan này nó là cuốn gì vậy bạn? Tạo bao mê liên cho sợi trục. Bây giờ bạn nhìn thấy màu vàng này là sợi trục, cái nhân của con quan quấn quấn hồi. Nó quấn hồi thì nó ra cái gì? Nó trở thành những cái đường màng tế bào đồng tâm, và người ta gọi đây là cái vân myelin. Vân myelin thực chất là cái màng tế bào của con quam nó quấn đồng tâm vào cái sợi trục mà thôi. Đi học thực hành á sẽ thấy cái hình đó đó, hình bên đây nè, nó sẽ là hình vậy nè, dấu chấm chính giữa. Ra thì người ta hỏi con này con gì? Nó squam á. Cái chấm này ở giữa là cái gì vậy? Là sợi trục đó. Con này là cái gì? Là cái nhân của con squam đó. Mấy con vậy? Một con thôi. Được không các bạn? Vậy tại sao trong thực tập cái chỗ này không nhìn ra được? Bao myelin chất béo. Trong thực tập bạn sẽ nhìn cái chỗ này là màu trắng, là bởi vì cái chỗ vân myelin đó là phospholipid màng tế bào. Mà trong cái bước này người ta có trải qua một bước là cho ngâm qua cồn, nên cồn nó đã làm tan đi cái mỡ đó rồi. Bởi vậy khi đi học thực tập á là các em thấy cái chỗ này nó là chỗ trong,
là bởi vì mình biết được cái phân melanin có bản chất là phospholipid đã bị tan trong bột trong thao tác là mô phỏng. Em có hiểu ý này không? Câu hỏi đặt ra là ủa sao ông cuốn từ đầu đến cuối đi mà tự nhiên cuốn một khúc nghỉ một khúc cuốn một khúc nghỉ một khúc, thấy rắc rối không? Ai trả lời được? Rồi, tuy nhiên có những con bị thất bại trong việc cuốn. Những con mà thất bại trong việc cuốn thì người ta gọi là dây thần kinh hỏng melanin. Đáng lẽ phải nói vậy nè, dây thần kinh tạo được vân melanin, sinh viên dễ hiểu không? Đọc lại. Đáng lẽ phải nói là gì? Dây thần kinh tạo được vân melanin. Và là dây thần kinh không tạo được vân melanin thì sinh viên dễ hiểu hơn không? Này nó có tạo được cái đồng vòng tròn đồng tâm mới là melanin, hiểu không? Còn này kia dây thần kinh không có melanin. Bởi vậy sinh viên cũng hiểu melanin là cái gì chứ? Em có hiểu ý tôi không? Dây thần kinh có melanin là có được hình thành cái vân melanin, còn dây thần kinh không có melanin là không hình thành được vân, chứ mà nó có được quấn không? Được. Nó quấn mà nó cũng không có được hình thành cái vòng đồng tâm melanin thôi nha. Nó cũng không cover được hết cái dây thôi, được không bạn? Quấn rồi. Như vậy từ B cho đến C và E là đang chú thích cho dây thần kinh có melanin, được không bạn? Còn F là gian dở thất bại, được chưa các bạn? Gọi là dây thần kinh không có melanin. Tự nhiên có ông kia ông nói vậy, cái chỗ rảnh này đặt tên em đi, rảnh răng bia đã ra đời. Tôi này có duyên mà, phải không? Rảnh răng bia đã ra đời, cái chỗ này gọi là cái rảnh răng bia. Chỗ này gọi là cái rảnh răng bia, được không? Và mỗi cái lần bước nhảy như thế này người ta gọi là cái quãng răng bia. Quãng và rảnh răng bia là có khái niệm trong dây thần kinh có phân melanin. Hình này sẽ giải thích vì sao dây thần kinh phải được melanin. Nếu như dây thần kinh mà không có được cái melanin đó thì bạn thấy là bước từng bước một cực cực ở màng rồi di chuyển chậm chạp, dựng chuyển chậm. Nhưng khi mà có được cái vân melanin á, xin bạn nhớ là cái hiệu điện thế đó là U1 trừ U2, mà U1 mà cách xa U2 thì điện càng cao. Còn ở hình A đó là U1 gần bằng U2 nên cái U hiệu điện thế này nó sao ạ? Nó rất là chậm. Còn trong khi ở cái hình số 2 có vân melanin á thì chỗ có 2, chỗ 3 nó cộng được, nên U1 nó cách U2 á, xa hiệu điện thế nó tốt, hiệu điện thế nó lớn nên dẫn đến làm gì bạn? Nó sẽ chuyển động nhanh hơn. Chốt lại câu là gì? Dây thần kinh có melanin thì sẽ dẫn truyền thần kinh tốt hơn là không có melanin, được không bạn? Nha. Về chưa? Bây giờ thêm chất xám chất trắng nữa là trọn bộ của thần kinh rồi đó, là kết thúc nha. Giờ nó chất xám chất trắng. Tiểu não thì sao mấy đứa?
sáng ngoài trắng trong. Nhớ họ như nào thôi, không nhớ đúng chứ. Thì tỷ xóm sẽ là ngược lại với nó. Tỷ xóm sẽ là gì nữa? Như vậy là có sự phân bố khác nhau giữa chất xám và chất trắng ở tiểu não và tỷ xóm. Thành phần đầu tiên lipid. Theo bạn xám dấu trừ hay dấu cộng? Xét về thành phần lipid có trong chất xám thì chất xám là dấu trừ hay dấu cộng? Dấu trừ. Còn chất trắng thì sao? Ba dấu cộng. Bây giờ xét về thành phần mạch máu, theo bạn dấu xám thì sao? Dấu cộng. Còn chất trắng ăn dấu trừ. Rồi, vậy màu xám với màu trắng ở đâu ra vậy? Là do màu sắc thể hiện ở não tươi. Cái màu mà toàn gặp màu trắng không thì chắc chắn nó ra màu trắng rồi. Cái màu này là màu của máu mà kết hợp với chút xíu li bích nữa, trắng trắng đỏ đỏ cho ra màu xám. Đó không biết đâu. Chế hả? Chế gì mà thuộc á nha. Nhưng mà hồi nãy giờ á cũng chỉ là giải phẫu, bây giờ tới môn học ha. Thành phần các bạn xám có gì trong đó? Xám sẽ có thân neuron và xám sẽ có dây thần kinh không myelin. Trắng có gì vậy? Trắng sẽ có dây thần kinh có myelin. Vậy trai áo cho thầy hỏi thành phần lipid của chất trắng ở đâu mà ra nhiều vậy trai? Trai áo trắng, theo em thành phần lipid ở đâu của chất trắng mà nhiều quá vậy? Hồi nãy ông thầy ông nói myelin là cái phospholipid màng đúng không? Rồi, vậy các bạn thấy chảy máu chất gì? Chất xám, chất máu nè, thông minh nữa nè. Sao vậy? Là bởi vì thân neuron mới là nơi gì ạ? Phân tích dữ liệu thần kinh, đúng không? Còn này chỉ là gì ạ? Dẫn động thôi, dẫn truyền thôi, không phân tích được cái gì hết. Chất trắng chỉ nhằm mục đích gì? Dẫn truyền thôi, không phân tích được. Còn trong đây chất xám sao có thân neuron, có phân tích được. Nên người ta mới nói là gì? Chảy máu chất xám. Được các bạn? Được không? Rồi. Tôi thấy có lỗi, bây giờ tôi chụp hình. Mấy bài đó chúng ta thi đó nha. Bây giờ mình chụp trước biểu mô và mô liên kết. Thứ hai tuần sau tôi cho chụp tiếp cơ xương nha. Chụp tham khảo. Nhớ năm ngoái không từ lừa cú đau đi đau trên lớp chụp quá thì chụp luôn không đạt con nào hết trơn. Nhớ năm ngoái lưới còn mấy con kia với chi trình cũng hơn lớp chụp quá thì chụp luôn. Ai ngờ tôi ra đằng sau lưng sắt. Sau lưng sắt ở đâu? Năm nay đó, kế hoạch sẽ có một cú bất ngờ xảy ra. Ủa, tôi đâu có ra, tôi đâu có hỏi đi bà nữa đâu mà sợ gì.
nhìn dễ lên. Anh kiếm từ từ, bài nào cũng cứ sọt cho nhìn trơn á. Anh đi bằng mút chì á. Bây giờ mình chụp hết đi. Xong rồi về nhà tôi làm lại cái bài khác. Bài sáng đó nha. Thôi khỏi chụp. Tại vì tôi không biết là tôi được ra thi bao nhiêu câu. Thường thường là mỗi bài tôi ra được 15 câu á. Giờ mình phải chụp không? Chụp, chụp. Mình chụp thì mình chụp. Rồi, lớp sừng ở bề mặt á là sự khác biệt giữa lát tầng không và có sừng hóa, chứ không phải là biến đổi cực đỉnh của trụ đơn. Đường dẫn tiểu á là chuyển tiếp. Khí quản á là trụ giả tầng có long chuyển. Ngoài da là lát tầng có sừng hóa đó thì có thể gặp ở đâu không? Không, mà hôm nay chúng ta học có hai chỗ nữa là gì nữa mấy đứa? Núm và cậu gái cứng nha. Thực quản không sừng hóa. Bài này tôi là người dạy thực tập cho các bạn, khi lên học thực tập tôi sẽ nói thêm. Sẹo lồi là collagen, bữa tôi nhớ bạn nhớ màu đỏ cũng cúng đàn hồi không? Rồi vậy xem hiện tượng viêm á là nó có cái dịch. Dịch ở đâu trong viêm ra chính là tuy từ chất căn bản của mô liên kết. Bữa tôi có nói chất căn bản phù dịch viêm nào, vậy xem lại cái file đó. Phân biệt mô liên kết dựa vào tiêu chí gì? Vào tế bào và sợi. Phẩm là có nước, nước đâu ra chất căn bản. Số 10, nguyên bào sợi phải cho ra tế bào sợi thì mới đúng. 11, thận thành phải mỏng nên chọn lát đơn. Miệng là không sừng hóa là chủ yếu. Không? Không sừng hóa và sừng hóa giống nhau ở đâu? Là có hình ảnh nguyên phân ở lớp đấy. Hôm bữa lý thuyết tôi có dạy để thay cũ đổi mới. Chất nền ngoại bào là phải liên quan đến tế bào sợi. Tim nặng kinh khủng. Phản ứng dị ứng là liên quan đến con mast của bào. Tính ái kiềm của bào tương mà lại sản xuất kháng thể thì là con tương bào plasma cell. Bữa tôi có dịch cái chữ đó đó. Hàng rào máu nên sẽ là nội mô. Hết rồi. Nha. Yeah. 17 câu. Đợt đó tôi được ra 17 câu nhé. Như vậy là tôi bù lại cho bài văn miệng rồi nha. Rồi bây giờ mình tạm biệt tay.